Sáng nay, thành phố Đà Nẵng đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 34.000 học sinh lớp 8 và lớp 9. Một trong những tiêu chí quan trọng đặt ra trong quá trình triển khai tiêm chủng là đảm bảo phòng chống dịch. Phản ánh của phóng viên thời sự. Ghi nhận tại điểm tiêm cung thể thao Tiên Sơn, học sinh đến từ sớm với tâm trạng phấn khởi khi được tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong sáng nay, tại điểm tiêm này có hơn 2.000 học sinh lớp 8 và lớp 9 của các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận Hải Châu. Việc tiêm chủng tuân thủ các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 như đo thân nhiệt, khai báo y tế, đảm bảo khoảng cách phòng chống dịch. Dạ, thì em rất là vui tại vì cái tình hình dịch bệnh này thì không cũng đang nguy kịch mà mình là một trong những người mà được chích đó, thì mình sẽ cảm thấy an toàn hơn và đỡ lo lắng hơn khi mà mình được chích. Và em sắp được đi học để gặp các bạn nên là em rất là vui. Cảm giác yên tâm hơn, không có gì mà phải sợ. Cứ chuẩn bị trước đi rồi cứ tiêm xong rồi đi học. Dự kiến trong thời gian 3 ngày, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 11, hơn 34.000 học sinh lớp 8, lớp 9 đủ 12 tuổi trở lên tại các trường, trung tâm trên địa bàn thành phố trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban Nhân dân các quận huyện, bao gồm người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài, sẽ được tiêm mũi 1 vaccine Pfizer ngừa COVID-19. Trước khi tiêm, nhà trường đã thông tin đến phụ huynh nội dung phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng. Các trường học cử giáo viên hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng tại điểm tiêm. Để có cái buổi tiêm vaccine sáng ngày hôm nay thì ngay từ tuần trước thì nhà trường cùng với phòng giáo dục và các cơ quan chức năng đã phối hợp rất là chặt chẽ, nhắn tin và chuẩn bị mọi công tác cần thiết. Các thầy cô giáo chủ nhiệm kết hợp với ban đại diện phụ huynh đã chia nhau công việc và giúp các cháu có thể đảm bảo an toàn giãn cách tốt nhất. Đối với các trường hợp học sinh chưa lấy được số căn cước công dân, chứng minh nhân dân, mã định danh công dân, các trường học sẽ tiếp tục lấy mã định danh học sinh từ phần mềm cơ sở dữ liệu ngành giáo dục đào tạo nhập vào danh sách tiêm chủng trước và sau đó có trách nhiệm cập nhật bổ sung mã định danh công dân cho các em để tiến hành tiêm bổ sung đợt sau.